Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy pháp môn giải thoát không hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy 10 địa Bồ Tát hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy 5 loại mắt hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy 6 phép thần thông hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy 10 lực Phật hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy pháp không quên mất hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy trí nhất thiết hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy quả dự lưu hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy quả vị độc giác hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn.